con chào cô chú anh chị nha. Cũng cỡ khoảng 5-6 bữa gì đó không có lên clip mới. Bữa nay con lên clip mới cho mình á, là có đồ mới con mới lên clip mới. Bữa nay Quyệt Quốc và Địa Lan con về ha. Để con gắn cho. Ừ. Đó, thì bây giờ trước mặt cô chú anh chị là một cái chậu Địa Lan chiều cao tầm khoảng 1m1, 1m2 ha. Rất là đẹp và rất là to luôn. Đó, chậu Địa Lan này con đang bán cho mình là giá 750. 750. Đó, 750 là con bao cước về tới nhà. Địa Lan này cô chú chơi rất là bền, chơi tầm khoảng từ 2 tháng ăn lên nó mới tàn. Địa Lan này chơi là hút tết luôn ha. Đó, Địa Lan này cái màu con nói là con nó có nhiều màu, màu xanh ha, màu đỏ nữa và màu màu vàng chanh, nhưng mà bên con chỉ bán màu vàng mít thôi ha. Chỉ bán màu vàng mít thôi. Màu vàng mít này chơi rất là bền, ngọng nó rất là dài nha cô chú anh chị, để ý giúp con. Ví dụ như màu vàng chanh thì nó rẻ hơn nhiều lắm, nhưng mà con không lấy về ha. Tết mà nào một năm một lần Tết nên là con lấy loại này về chơi cho nó đáng tiền luôn nha cô chú anh chị. Đó, con về số lượng cũng nhiều, con đang cho người chất ra. Đó, thì cô chú anh chị ha, ai cần cái Địa Lan này thì alo con nha. Đó, chơi rất là bền, cái bông màu vàng mít này chơi rất là bền ha. Chơi ít nhất là tầm khoảng 2 tháng ăn lên cho con ha. Hút cái Tết luôn, hút Tết Tây, rồi hút cả Tết ta, xong rồi hút qua cả Tết người dân tộc mình luôn. Rồi, rồi ha, xong bây giờ trước mặt của chú anh chị đây là một cái lô Việt Quốc con mới về. Là một cái lô Việt Quốc đang trái đang hoa. Cái lô này là lô khách con yêu cầu, con mới đem về cho mình. Lý do là trồng thích hợp, rất thích hợp ở Việt Nam mình luôn. Khách con trồng ok lắm, cô chú anh chị phản hồi cực kỳ tốt, nên là hàng này con bao cho cô chú anh chị trồng. Hàng này là hàng nuôi chậu, rất là ổn định rồi, rất là khỏe. Đó, Việt Quốc trái của nó ăn rất là tốt nha cô chú anh chị ha, chống lão hóa rất là cao. Cô chú anh chị thử lên mạng xem, Việt Quốc là một trong những loại trái ha, có dinh dưỡng và có cái nói riêng về cái độ chống oxy hóa của nó là cực kỳ cao luôn ha. Đây, cái chậu Việt Quốc số 29 này, cái lô Việt Quốc này con đang bán cho mình là vẫn là 2,2 triệu hôm bữa giờ cô chú anh chị. 2,2 triệu là con bao cước về tới nhà ha, trái xum xuê như thế này ha, vừa lớn vừa nhỏ, trái liên tục luôn nha cô chú anh chị nha. Loại này là trái ra liên tục luôn. Con đã có nhiều phản hồi tốt về cái Việt Quốc này ha. Trái này, trái chín ha. Rồi hoa, rồi trái nhỏ. Đó, cây 29. Rồi. Con gắn cho mình khoảng chừng 5 đến 7 chậu thôi nha cô chú anh chị nha. Tại con về tới 30 chậu lần. Đó, rồi. Bây giờ là cái cây này là cái cây số 54. Đó, 54 nha cô chú anh chị nha. 54. Ôi, xịt. Xịt một hồi là cây vô xịt nó bây giờ nè. 54 đó, chậu 54 rất là to luôn cô chú anh chị. 55. Ai thích cái dáng mà nó vót vót lên như vậy là lấy cái chậu 55. Ai mà không thích chiếm không gian diện tích á, tại vì cái tàn nó là tàn suông. Đó, nó đi thẳng lên nó rất là đẹp. Cái tàn cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị nha. Cây số 55, 2,2 triệu con bao cước tứ quý nha cô chú anh chị nha. Ra trái liên tục không nghỉ nha. Đó, dòng này là khách con trồng rồi, phản hồi ok nha cô chú anh chị nha. Bị đòn, nói một tiếng không nghe ta. Năm mươi sáu ha, chậu Việt Quốc 56 tàn rất là khủng nha cô chú anh chị nha, tàn rất là khủng luôn. Năm mươi sáu nha cô chú anh chị nha. Con lên clip lúc nào cũng ồn ào vậy hả cô chú anh chị, thông cảm giúp con nha, mấy con nhỏ nhà con nó quậy quá trời. 56. 56 đây, nhìn tổng tàn cái 56 nè cô chú anh chị nha. Khách con chồng khoái khoái. Kiều ơi về Việt Quốc. Kiều ơi về Việt Quốc. Khách con chồng là vậy đó. 88 nha cô chú anh chị nha. Cây 88 là một cây dáng khá là cao đây. Nhưng mà chậu này đậu trái ghê gớm lắm. Chậu này đậu trái ghê gớm lắm cô chú anh chị ha. Trái to, trái nhỏ gì cũng có luôn á. Rất là to nha. Rồi, đây 64 nha cô chú anh chị nha. Chậu Việt Quốc 64 nè. Chậu Việt Quốc 64 tàn rất là đẹp nha. Cái chậu con quay là hầu như chậu nào cũng đẹp con mới quay. Cái tánh con là như thế. Đó, 64, chậu chiếc xe của con á. Đây, chậu 72 nha. Lô này con đang bán 2,2 triệu là con bao cước về tới nhà. Hàng này là hàng VIP và hàng hiếm và là hàng độc quyền luôn.
Và hàng này là con bao trồng, ok chưa? Bao luôn, chiều bao trồng, thoải mái, có trái vô tư tại Việt Nam của mình. Chậu 72. Rồi. Nè. Chậu này đẹp đó nè, đó, con quay cho mình xem chậu đẹp đó nè. Chậu đẹp số 69 nè. Để con quay nho. 5-6 ngày nay á con không có lên clip với nho con, bữa nay đậu trái quá trời luôn cô chú anh chị ha. Để mình xem, đặng mình hốt 1-2 cây về ha. Chờ Tết luôn. Đó. 69 nha cô chú anh chị. Rồi còn nhiều chậu con chưa gắn số được nữa ha. Rồi bây giờ con qua nho. Để cái clip con dài quá á thì nó sẽ đăng khó lên. Này là 12 vụ nha cô chú anh chị nha. 12 vụ nha. Đang có trái như thế này. Đang trái đang bông luôn. Đó, đây nè. Gốc nè cô chú anh chị nha. Đó, con vẫn giữ cái giá sale cho mình luôn cuối năm rồi. Con quay một clip này hoặc là thêm một clip nữa là con nghỉ rồi, tầm 23 Tết đổ lại là con không giao hàng cho mình nữa. Con nghỉ Tết sớm. Bên dịch vụ GNT không giao hàng nữa. Bên con nghỉ luôn là tầm hôm nay nữa. Là tầm khoảng 7 hôm nữa là bắt đầu con nghỉ thẳng luôn rồi. Cô chú ủng hộ con nha. Cuối năm rồi ha. Cây số 53. Cây số 53 là một cây nho đỏ 12 vụ này. Đó. Đỏ 12 vụ giá sale cuối năm 950.000 bao cước về tới nhà ha. Đó. Cây trái chùm như thế này rất là đẹp nha cô chú anh chị, trái lên tới trên ngọn luôn nha. Đó. Rồi. Chiều cao nó nằm khoảng khoảng mét tư luôn chậu nha cô chú anh chị nha. 1m4 luôn chậu đó. Sao nó cứ nhò nhò vậy trời? Rồi bây giờ con quay thêm một số cây nữa nha cô chú anh chị nha. Cái này là khách đã chọn rồi, mai xe giao cho khách. Cái cây dán đổ này con nói sao mà con bán hoài không được. Bữa nay con đăng clip này con bán không được nữa là con chở con đi đem về mẹ con cho bà chồng. 169 rất là đẹp. Ở ngoài nhìn nó nhức nhối lắm. Đang rất là nhiều hoa luôn cô chú anh chị, là một cây tứ quý 900. 900 là con bao cước về tới nhà cho mình ha. Gốc nè. Trời Phật đất quỷ thần thiên địa ơi. Đây. Gốc to dữ vậy sao mà không bán được đây. Dáng nó lót như thế này, hoa này, đó. 169 nha cô chú anh chị. 169 là một cây tứ quý, 900 con bao cước về tới nhà cho mình. Chưa để con dọng găng trước cái, tại vì con có cái lô nho này bữa nay trời ơi bông, bông nhức nhối, bông chịu không có nổi luôn. Bông dữ lắm luôn. Tứ quý chậu này con còn không có nhiêu chậu hết, nhưng mà đặc biệt á, tại sao cái gốc nó không có bự lắm, nó chỉ cỡ cái lô 900 thôi, nhưng mà nó rất là già cây ha. Cô chú thấy cái độ hoa trên thân của nó không? Trời ơi, 950.000 thôi. 950.000 cho em 118 này. Lô này nó vừa túi tiền dễ chơi cô chú anh chị. Đó, 118 này. Cây 118 này con gắn số này. Đó, 900.000 thôi. Ý lộn, 950, con xin lỗi cô chú anh chị. 950 cho lô tứ quý chậu đỏ này, già cây này nha. 950 là con bao cước về tới nhà cho mình đó. Cây số 38 nha cô chú anh chị nha. Cây số 38 là một cây tứ quý ha. Hoa là nó mọc tới đất luôn ha. Đó, hoa là như thế này ha. Bữa nay nó nở trắng cây luôn cô chú anh chị. Đó, ai thích chơi bông là không có thể nào là bỏ qua cái clip này của con được nha. Cô chú coi kênh nhớ đăng ký kênh, like, share và chia sẻ kênh giúp con nha. Đó. Đây, con quay tổng thể dáng của cây tứ quý này cho cô chú anh chị xem. Đó, cây tứ quý này con đang bán 950.000 là con bao cước về tới nhà cho mình luôn. Ha. ₹950 nha cô chú anh chị. ₹950.000. Rồi, cây này cũng hoa dữ dội luôn nè, gắn số luôn. Đó, dán nè, cây số 51 nha cô chú anh chị nha. 51 gắn đâu giờ trời. 51 hoa này, đó. Dán tổng thể nè, đó. Rồi. Có bông được 3 cây, size chi chích thì con gắn 3 cây thôi ha. Hôm bữa là khách đặt trái nho của con á, trái nho thì hiện tại bây giờ chưa cho con nói 5 phút về cái trái nho cái nha. Tại vì hôm bữa có khách đặt mấy chục ký. Đây. Hiện tại là vườn con nó đang như thế này hết. Thì tầm khoảng ít nhất là khoảng 1 tháng nữa nha cô chú anh chị. Thì con sẽ hái ha. Hái. Dạ. Nguyên vườn nó đang đều như thế này hết nha mọi người ơi. Nên là ai mua trái nho bên con á thì chịu khó đợi khoảng 1 tháng nữa. Tại vì khách đặt ngâm rượu á cô chú anh chị nha. Đó. Cho con quay nhẹ cái. Rồi. Cho con qua.
À dạ. À. Đây nè, con có cái cây này thấy cưng lắm. À dạ. Cây nho đỏ 12 vụ nè. Rồi. À, 150 thôi, 150, 150 thôi. Đó, đang có bông bé xí xí vậy nè, đang có bông nè, 150 rồi, 150 thôi nha, bao ship luôn nha. Ai lấy cây này alo con nha, cây nho đỏ xí xí mà có hoa thôi không gắn số ha. Cây 150. Rồi. Rồi nhé. Giờ con gắn thêm một số cây ở trong đây nữa cho cô chú anh chị. Cái điện thoại nó sao nó cứ nhò nhò hoài vậy trời. Cây này tán rất là đẹp, tàn đẹp nè, dáng cũng đẹp nữa nên con gán số, chứ hoa thì chưa có nhiều nha. 148 nha, 148 950.000 bao cước về tới nhà là một cây nho đỏ, chậu đỏ chữ tàu 12 vụ nha cô chú anh chị. Dáng đẹp á, dáng đẹp, dáng đẹp là quay, dáng đẹp là quay ha. Dáng đẹp là quay, dáng đẹp là quay. Đây, cây này dáng cũng đẹp nữa nè, ông chồng con cắt tỉa rồi nè. Đó, 950.000 cho cây số 52 nha. 950.000 cho cây số 52 là nhờ một cây nho đỏ 12 vụ ba cước về tới nhà nha mọi người ơi. Cây này cũng gốc rất là to luôn. Đó, gốc rất là to nha. Đây. Gốc đây. Đó. Cây đang rất là nhiều hoa và nhiều trái luôn nha mọi người ơi. Đó. Cây số 58. 58. Dạ mấy cây bự hơn trước hả anh? 58, 58, 950.000 con bao cước về tới nhà luôn. Chiều cao tầm khoảng 1m4 luôn nha mọi người ơi. Gốc rất là to, cây số 58 này gốc to thật sự nha. Đó. Chú đó ở đâu lại vậy? Chú ở đâu lại vậy anh? Đây, tứ quý này dáng cũng khá là đẹp luôn, cây số 28 nha cô chú anh chị nha, cây số 28 đó, một cây tứ quý 900 bao cước nha cô chú anh chị nha. Con vào bên trong cho mình xem, chồng con không tưới nước, không tưới mà nhỏ khô muốn chết luôn, trời không tưới cái kiểu gì vậy trời. Theo chân con thấy có bông có trái nhiều lắm mà sao giờ giờ không thấy gì hết trơn vậy trời. Mười hai vụ lô 650 con vẫn còn nha cô chú anh chị nha. Đây, cây đang hoa trái vậy nè, đó 650 nè, cây giống vậy nè, cây số 7 nha, con gắn thử một số cho mình thôi nha. Đó rồi đó. Trời ơi, khói dữ gì trời, chắc chết. Tứ quý nhiều lắm cô chú anh chị. Ai muốn mà con chọn riêng á, thì Zalo với con 0945707848 giùm con nghe chú nha. Cô chú anh chị nha. Đó. Đây nè. Cây này tán rất là ok, cây số 57 nè. Tán quá trời đẹp luôn, cây số 57 là một cây tứ quý tán rất là đẹp nha cô chú anh chị nha. Ê trời, chồng con không tính cho con làm tiên nữ hay gì mà không xông khói con vậy trời. Hay là thành dịch, dịch xông khói hay gì mà không làm gì vậy trời. Đó, cây số 57, 900 bao cước về tới nhà nha cô chú anh chị. Cây đang rất là nhiều hoa nha cô chú anh chị nha. Đó. Ôi trời. Rồi, đó, rất là nhiều. Vườn con rất là nhiều luôn. Ai muốn chọn riêng á thì alo riêng cho con nha. Cây tứ quý này dáng thẳng nè, dáng thẳng này rất là đẹp nè. Cây quá trời trái luôn, quá trời trái luôn ha. À cuối năm rồi, con mà có nợ nần gì ai đó làm ơn nhắc giùm con trả nha cô chú anh chị nha. Đó rồi. Đó. Cây số 58 đang rất là nhiều trái nhiều hoa, 900 bao cước về tới nhà ha. Con bán trống vườn nhiều luôn rồi đó cô chú. Bữa giờ con lặn mất tâm mất tiếc vậy chứ con cũng bán được lai ra nhờ cô chú anh chị thương. Đó. Rồi, thôi bây giờ cô chú anh chị like share và đăng ký kênh giúp con đi ha. Ngày mai con sẽ ra một clip mới giúp cho cô chú anh chị coi cho nó kỹ hơn nha.
Bữa nay con đang có khách, con chào cô chú anh chị nha.